Hello, Nguyễn Hiếu xin chào tất cả quý anh em ha. Hôm nay thì Nguyễn Hiếu làm một cái video chia sẻ đến anh em một cái vấn đề trên con van dòng X ha. Vấn đề nó nằm chỉ một nút thôi nha quý anh em. Hôm nay Nguyễn Hiếu sẽ chia sẻ mic. Đó, anh em mua con van về không biết thợ nó setup như thế nào mà nghe sao mà nó tối quá, nó bị bọng quá, nó không được trầm ấm. Nó nằm ở chỗ này, mic ha. Đó, thì trong cái mic này nó có cái gì? Anh em nhiều khi anh em mua về anh em xài mà anh em không dọc quá thì quên đi cái chỗ này. Thì hôm nay Nguyễn Hiếu sẽ móc ra cho anh em nhớ ha. Đó. Rồi bây giờ nè, lên phần mềm luôn để cho anh em hình dung ra nó dễ hơn ha. Nguyễn Hiếu sẽ bấm cho quý anh em xem nè. Trước tiên á, mình bấm chữ mic nè, một cái. Mic một cái ha. Đối với dòng van X3, X5 và X8 luôn, X8. X8 á, thì nó có hai mic riêng biệt thì nó sẽ chia ra AB ha. Còn cái dòng này á, thì nó phổ thông thì nó rất là dễ. Đầu tiên á là mic phím back, nó model 2 ha. Thì cái này á, nó là cấp độ chống hú nha quý anh em. 1, 2, 3, có 3 cấp độ. Anh em nè, ở đây anh em để ý ha, nó có hai hàng ha, hàng trên và hàng dưới. Thì anh em chọn chỗ này nè, up nó tương đương với hàng trên và chữ down nó sẽ tương đương với hàng dưới ha. Giờ anh em muốn chọn đây, bấm chữ down một cái ha. Bấm một cái, nó sẽ nhảy cái phần này. Rồi sau đó anh em dặn cái nút control nè. 1, 2, 3, thì 3 cấp độ chống hú nha quý anh em. Vàng của quý anh em nè mà nó không hú hoặc là nó hú ít á thì để cấp độ 1 thôi ha quý anh em. Cái mức này càng cao á thì chống hú nó càng cao nhưng mà nó sẽ bị quặn nha quý anh em. Còn nếu mà cảm thấy mà không hú á, anh em ốp luôn cho tiếng nó thoải mái ha. Thường thường á thì Nguyễn Hiếu để chỉ cấp độ 1 để bảo vệ cái chép thôi nha quý anh em. Đó. Rồi tiếp mid. Đó, cái này á anh em đã nói là hai kết filter đơn giản nè, giờ nói tiếng Việt đi cho nó dễ ha. Là cái phần này cắt bass. Đây, lên phần mềm cho quý anh em ha. Không hắt dép nè anh em thấy không? Trước tiên á mình xuống cái này là hàng dưới ha, hàng số 2 mình bấm chữ up nè. Chữ down chứ, chữ down sorry. Đó. Anh em dặn cái nút control lên nè, nút control nè. Dặn lên. Nó càng dặn cái tỷ số này càng cao á, ví dụ như là dặn lên 46.8 hz đúng không? Là từ dưới 46.8 trở về không hẹt thì nó sẽ là mất cái dãy đó đi nha quý anh em. Cái tỷ số này càng cao, cắt càng cao á, thì nó mất tiếng bass càng nhiều. Tại vì mình đã cắt cái bỏ cái phần bass rồi. Lên này xíu. Đây, lên phần mềm cho quý anh em xem dễ ha. 90 hẹt đúng chưa? Mình cắt ở đây 90 hẹt. Thì đây Nguyễn Hiếu sẽ kéo cho quý anh em nè. Hai kết filter nè. Nói tiếng Việt dịch ra là mình sẽ cắt bass dân giả ha. Đó, 90 hẹt. Đây, 90 hẹt đây. Là cái phần này nè, mình đã cắt bỏ rồi. Từ đây, tính từ cái frequency nè, từ đây, đánh lên này. Đó, càng kéo lên á thì nó sẽ mất tiếng bass càng nhiều. Thì cái mic của anh em á, nó sẽ bọng lại. Nó sẽ là mất bass á. Em hay gọi là bọng á. Đó, có nhiều cái mic á, thường thường á, mic nó không giống nhau đâu nha quý anh em. Tùy theo cái mic, cái lo nhà anh em nữa. 70 hẹt, 60 hẹt á, thì mình cứ quét đi. Chừng nào mà mình cảm thấy nó trầm, nó đủ ấm là ok nha quý anh em. Nó không bắt buộc. Không bắt buộc là một số cố định nha. Rồi, đó là cái phần hai kết filter các dãy bass hay quý anh em nằm vị trí này ha. Rồi, tiếp bấm nút mic một cái này ha. Đó, nó hiện thị ra cái này là cái EQ của phần mic tới equalizer hay quý anh em. Đó, bây giờ equalizer của con van X5 này nó sẽ có là tổng là 15 cần nha quý anh em. Anh em bấm lên chữ up nè, hai cái. Để cho nó dịch sang số 1, sau đó anh em dặn cái nút control lớn. Sai, đây, kiểm tra 15 cần. Cái việc đầu tiên anh em cần á, là kiểm tra coi thứ người thợ đó người ta có cắt có năng cái gì không. Đó, anh em xem ha. Đó, vẫn giữ nguyên ha. Đây, cái số 12, cần 12 ở cái dãy là 3 ký 17. Đó, có cắt là âm 1.6 dB. Cắt 1.6 dB nha quý anh em. Độ dốc quy á, là 5. Quy cái này là cái gì xíu á, Nguyễn Hiếu sẽ đáp cho quý anh em ha, giải đáp trên cái phần mềm, lên phần mềm dễ hình dung hơn ha. Rồi, số 12. Số 12 ở 3 ký 17. Đây, lên đây ha. Cái quy là cái gì thì Nguyễn Hiếu sẽ, giờ Nguyễn Hiếu sẽ xả này lại ha. 3 ký mấy? 3 ký 17. Đây, 3 ký 17 ở số 12. Đây, nó nằm ở vị trí này. Giảm 1.6 dB á, thì nó không giảm nhiều nha quý anh em. 1.6 dB. Đó, trừ 1.6 dB thì nó không ảnh hưởng nhiều ha. Em ví dụ,
nó không phải là 1.6 dB mà nó sẽ là 6 dB trừ 6 dB thì nó sẽ như thế này. Lên đây anh em dễ hình dung ha. Đó, 6 dB cắt cái phần 3 ký mốt, nói 3 ký mốt đây ha. 3 ký mốt thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái thằng này luôn. Nó ảnh hưởng tới 1 ký 9 nè, làm tròn ha quý anh em. Nó ảnh hưởng tới 4 ký 9 nè. Đó. Thì cái quy này nè, cái quy ở đây nè. Mặc định của nó là 1.0 nha quý anh em. Thì ví dụ như 1.0 thì nó sẽ như thế này nè. Nè, nó cắt ảnh hưởng. Tại sao mà mình cắt thằng này mà nó ảnh hưởng tới một phần 1 ký 9, 4 ký 9. Đó, thì cái quy này mình sẽ chỉnh lên. Chỉnh lên khoảng 2.0. Đó, giờ chỉnh lên ha. Đó, bắt đầu nó gom lại ha. Anh em thấy nó gom không? Ví dụ như em cho nó lên là 5.0 ha. Đây, lên 5.0. 5.0 ha. Đó, nó sẽ gom lại. Nó chỉ cắt riêng cái phần này thôi, 3 ký mốt thôi, nó không ảnh hưởng tới thằng kia. Ví dụ như cái dàn của anh em nó hú xác định hú cái dãy 3 ký mốt này thì mình cắt cái dãy 3 ký mốt, nhưng mà mình phải chỉnh cái quy để cho nó cắt cái phần này thôi nha quý anh em. Đừng cho nó cắt lan ra những cái phần kia, nó ảnh hưởng tới cái tần số khác thì nó sẽ không đẹp. Cái vang á mà nó không thoát được cái tiếng á là do người cắt, người chỉnh setup cắt quá nhiều. Quá nhiều thì không đẹp. Cắt hãm thì nó sẽ không bay được nha quý anh em. Đó. Nên cái việc anh em cần kiểm tra là coi thứ họ có cắt cái gì không, cái người setup đó có tăng có giảm gì không, rồi sau đó mình mới tính tiếp nha quý anh em. Nếu mà cái dàn đẹp á thì không có cắt đó, nhưng mà sẽ có những cái tần số dư anh em bắt buộc á phải xử lý trên cái EV này. Đó, nó nằm ở vị trí này ha, 15 cần X5 thì nó có 15 cần nha quý anh em. Anh em muốn giảm, ví dụ như giảm cái giải 1 ký 2, đó 1 ký 2 thì cứ bấm thôi nha quý anh em. Ở số 10 dãy là 1 ký 2, anh em muốn cộng bao nhiêu dB á thì bấm chữ đào, rồi bấm chữ đào một cái ha cho nó nhảy xuống đây, rồi sau đó anh em nâng hoặc là giảm. Âm là tỷ số giảm nha quý anh em, cộng là dương là nâng đó. Đó, quy là cái đầu dốc ha, quy là cái đầu dốc nãy em hướng dẫn ha. Đó, video á thì thời lượng có hạn nên Nguyễn Hiếu nói rất là nhanh. TikTok nó có hạn nha quý anh em, nên Nguyễn Hiếu chia sẻ. Có cái phần nào mà anh em mà hơi bối rối thì cứ liên hệ Nguyễn Hiếu, Nguyễn Hiếu sẽ giải đáp thắc mắc cho quý anh em ha. Thì làm một cái video để chia sẻ đến anh em như thế thôi. Cái phần sau á thì nó còn cái vấn đề này, cái delay của mic. Anh em thì cái này nó chuyên sâu, nghe rõ hơn mới chỉnh được cái phần này. Thì Nguyễn Hiếu không có nói tới phần này nữa. Đó, đơn giản thế thôi. Một á là chống hú, hai á là cắt bỏ bát, hoặc là thẳng giải, hoặc là nâng bát. Nâng á thì anh em cứ qua đây ha. Ví dụ như mình đánh thẳng giải rồi mà cảm thấy nó không đủ bát trầm á, anh em cứ nâng nhẹ thôi ha. Cái này về không thì nó sẽ là không cắt luôn ha. Hai cách filter là đánh thẳng giải ha. Còn anh em mà muốn nâng cái giải bát lên xíu á thì cứ bấm vào cái phần EV này ha. Đó. Rồi, video chia sẻ đến đây thôi ha quý anh em. Cảm ơn quý anh em. Nếu mà cảm thấy hay cho Nguyễn Hiếu một tim thôi làm động lực. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều.